Chúc mừng quý vị đang là phần dự thi của số báo danh 078 Phạm Thị Liên. Phạm Thị Liên sinh ngày 10 tháng 2 năm 1991. Cô đến từ Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ số báo danh 089 Quý Thị Vân Hồng. Quý Thị Vân Hồng sinh ngày 24 tháng 8 năm 1992. Cô đến từ phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ta cùng chào đón thí sinh Vũ Hồng Nhung mang số báo danh 040. Vũ Hồng Nhung sinh năm 1991. Cô đến từ xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của thí sinh cuối cùng trong nhóm thứ hai, thí sinh Nguyễn Thị Oanh, số báo danh 064. Nguyễn Thị Oanh sinh ngày 20 tháng 8 năm 1995. Cô đang cư trú tại phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa. Quý vị và các bạn hãy tiếp tục thể hiện tình cảm của mình bằng những tin nhắn gửi về tổng đài 6358 dành cho những thí sinh mà mình yêu thích nhất. Xin quý vị và các bạn hãy cùng ngắm nhìn nhóm thí sinh thứ hai trong phần thi trang phục áo dài và dành tặng. Lê Thị Ly sinh ngày 1 tháng 4 năm 1994. Cô đến từ khu phố Nam Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn. Sự kiện tiếp theo trên sân khấu lúc này là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Thơm mang số báo danh 047. Nguyễn Thị Thơm sinh ngày 5 tháng 9 năm 1991. Cô đến từ xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Và bây giờ xin mời số báo danh 033 Nguyễn Linh Phương. Nguyễn Linh Phương sinh ngày 14 tháng 9 năm 1993. Cô đến từ đường Bạch Đằng, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 055 Văn Thị Diễm. Cô sinh năm 1995 và hiện tại đang ở xã Quảng Nhân, Quảng Dương, Thanh Hóa. Xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ số báo danh 067 Lê Thị Ngọc. Cô sinh ngày 20 tháng 11 năm 1993. Cô đến từ Quảng Thọ, Quảng Sương, Thanh Hóa. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Hằng mang số báo danh 095. Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1991.
Cô đến từ xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Số báo danh 092, Lê Thị Quỳ Linh. Cô sinh ngày 20 tháng 9 năm 1992. Cô đến từ Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Chúng ta cùng chào đón phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 036, Nguyễn Khánh Huyền. Cô sinh năm 1993. Cô đến từ xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ sẽ là phần trình diễn cuối cùng trong phần thi trang phục áo dài đến từ một thí sinh của Triệu Sơn, Thanh Hóa. Số báo danh 058, Hà Thị Trang. Cô sinh ngày 1 tháng 4 năm 1995. Và hiện nay cô đang cư trú tại đoài thôn Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hóa. Và dành cho 30 thí sinh, 30 bông hoa đẹp nhất của đêm nay, một tràng vỗ tay thật lớn.